Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hỏi dân IT. Mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ demo một website TitoX mà do mình làm. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên nhé, thì ở đây khi là khi các bạn chưa đăng nhập ấy thì các bạn sẽ xem được cái template như thế này. Thì project này mình làm thì mình có design thì các bạn trông khá chi dễ nhìn này. Thì ở đây thì đây chính là cái trang mà chúng ta gọi là khi chưa đăng nhập. Khi chưa đăng nhập thì các bạn có thể làm những cái bài nghe này này bài nghe đây là mình quét thi x mà thì à, bài nghe này để chưa có data thì à, do là cái ngày trước là mình làm trong team ấy thì đây không phải là cái cái project cuối cùng thì ví dụ như bài grammar của mình này thì các bạn thấy là mình có thêm ở đây thì ngày xưa mình làm cái này là bắt trước theo mr hoa x thì à, các bạn có thể xem ở đây thì à, ví dụ như đây là một cái bài nghe này mình có nhúng một cái video này một cái bài grammar cụ thể này đây là mr hoa x này thì ở đây nhé thì khi chưa đăng nhập thì các bạn sẽ xem được những tính năng này, thì bài từ vựng này, thì các bạn vào đây thì ở đây mình có lốt phanh nghe này, các bạn nhấn phanh nghe thì các bạn sẽ nghe được nó đọc này, ở đây thì một cái bài từ vựng thì nó sẽ như thế này, thì trong thi TOEIC của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai phần là bài đọc và bài nghe, thì ở đây thì mình sẽ đăng nhập nhé, các bạn đăng ký cũng được, thì ở đây mình đăng nhập thôi, thì có hai cái, thứ nhất là các bạn cần use có hai phần tức là phần back end, thì đây là phần back end nhé, mình sẽ vào phần back end trước. Thì các bạn sẽ dùng tài khoản là admin-gmail.com này Mật khẩu là 123456 Thì các bạn muốn biết được cái email này ấy Thì các bạn sẽ mở database lên nhé Các bạn vào cái database của chúng ta này Có cái um, table là người dùng này này Các bạn click vào đây Thì đây thì mình tạo sẵn hai user Thứ nhất là admin này Thứ hai là member Admin tức là chúng ta quản lý phần backend Và member là người dùng đấy Thì cái mật khẩu của chúng ta Mật khẩu hash ra của chúng ta là 123456 thôi Hai cái mật khẩu này giống hệt nhau Thì đây thì mình sẽ vào admin trước ở đây nhé, các bạn thấy là mình đã quản lý bài nghe, bài đọc đề thi thử này, bài ngữ pháp, bài từ vựng này, quản lý tài khoản, quản lý thông tin. Thì các bạn vào đây hết thì ví dụ bài nghe, bài đọc thì chưa có thông tin này. Thì mình làm cái phần đề thi trước, đề thi là nó rất nhiều. Thì khi các bạn thêm mới đề thi ấy thì chúng ta phải thêm bằng file Excel, chúng ta không thêm bằng tay đâu. Thì ở đây thì project mình làm mà thì nó xịn sò chứ không như cái cái web um, web Tiki. Cái web Tiki các bạn ấy làm theo nên nó hơi củ chuối một chút. Thì ở đây nhé, làm sao để biết được cái nội dung của file Excel này là gì Thì các bạn sẽ mở lại project của chúng ta này, mình sẽ mở cái project của chúng ta Sau này khi các bạn muốn thêm một dữ liệu mới ấy, thì các bạn chứ căn theo cái dữ liệu cũ các bạn thêm giống hệt là được Thì ở đây thì chúng ta sẽ mở xuộc ra này, chúng ta chọn tiếp main nhé Dịch uh, xuộc này, à không phải dịch cái này là web app à Đây các bạn thấy là file thì chúng ta sẽ lưu hết trong này Thì ví dụ ở đây các bạn cần thêm file Excel đúng không, thì mình sẽ mở file Excel này lên thì ví dụ đây này bài nghe bài đọc này đấy mình sẽ chia theo ra thì bài nghe này bài đọc thì sẽ có id là như thế nào này bài nghe thì sẽ thêm như thế nào này bài exam tức là bài thi thử sẽ thêm như thế nào bài từ vựng chúng ta sẽ thêm như thế nào ví dụ nhé ở đây thì mình sẽ vào một bài exam chẳng hạn đây các bạn thấy là khi các bạn muốn thêm một bài exam mới ấy, thì các bạn phải có đây là số câu hỏi này ảnh này tên của ảnh tên của audio này đây là paragraph để miêu tả này câu hỏi này đây là các sự lựa chọn này. Thì ở cuối video thì mình sẽ gửi thêm cho các bạn một cái gọi là database, tức là cái thiết kế database ấy thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì ở đây thì chúng ta phải điền thêm những cái này để chúng ta import vào database. Thì các bạn hình dung ấy, một bài thi của chúng ta tụi X ấy, nó có 100 câu thì chúng ta phải có 100 câu như thế này. Đấy. Ở đây thì mình bắt đầu từ số 2 nên mình sẽ kết thúc là số 101 thì tức là sẽ có 100 câu hỏi cho các bạn. Thì chúng ta sẽ import một cái đề thi vào database như thế này chứ chúng ta không thể gõ bằng tay được. Thì ở đây thì mình hỗ trợ upload nhiều file một lúc này Các bạn phải upload nội dung file Excel này Upload file câu hỏi này Cũng như là các bạn upload file ảnh Cũng như các bạn upload file nghe Thì ở đây thì mình đã hỗ trợ upload nhiều file một lúc rồi Thì mình sẽ không demo phần này nữa Bởi vì mình phải chuẩn bị một cái một cái khác Cái ảnh bài thi thử này là để chúng ta hiển thị phía client thôi Thì ở đây các bạn hình dung là mình đã tạo sẵn cho các bạn lấy rồi năm bài Thì chúng ta sẽ đăng xuất thằng này ra Để chúng ta làm một cái bài thi thử này thì cái thằng này thì ngày xưa mình làm cái này thì do mình đã cốt trước đấy một vài project rồi nên là nó xịn sò hơn khi các bạn mới bắt đầu cốt đấy. Thì đây thì mấy cái bài thi này thì có cái bài thi thử ấy là nó nhiều nhất cũng như là nó sẽ gọi là nó cover lại hết cái đống này rồi. Thì mình sẽ làm bài thi thử luôn này. Lúc nãy mình có cái đây, cái ảnh này chính là ảnh của bài thi thử này. Còn bên trong này chúng ta sẽ cần phải ảnh của file nghe và file nghe. Ở đây thì mình có 5 bài đúng không? Ở đây mình có phân trang này. Các bạn thấy là đấy, bài thứ năm nó sẽ trang thứ hai bốn bài hai bốn một hai ba bốn mà bốn bài bài thứ năm trang thứ hai rồi mình sẽ nhấn vào chi tiết này để mình làm này đây là cái model này hướng dẫn các bạn thấy là cái bài phi nghe chúng ta sẽ 30 phút và bài thi đọc chúng ta sẽ 45 phút cái này khi hết thời gian đấy nếu các bạn không nộp bài thì nó sẽ tự động nộp bài cho các bạn thì ở đây mình sẽ làm bài thi này đấy các bạn thấy là cao đao chuẩn bị khi các bạn bắt đầu làm ấy đấy cao đao nó đã cao đao rồi ở đây thì các bạn nhấn tay nghe này thì nó sẽ đọc cái câu hỏi cho các bạn. Đây là bác 1 của thi x này. Ví dụ nhé, ở đây mình chọn vương án A chẳng hạn thì ngay lập tức bên tay trái của bạn thì nó đã chọn cái câu hỏi 1 đã được chọn rồi. Đấy, mình sẽ làm một vài câu chẳng hạn này, D này, C này. Rồi mình sẽ kéo xuống cuối cùng này. Các bạn thấy là đây theo từng bác của x mà, các bạn chỉ cần nghe và các bạn chọn câu hỏi thôi. Ở đây nhé, mình đã chọn 4 câu rồi, mình chọn câu 50 này đi, A à đi. Thì sau khi làm xong ấy, các bạn có thể chuyển sang làm bài đọc hoặc là các bạn chấm điểm luôn cái bài thi của chúng ta thì mình nhấn vào nút chấm điểm chẳng hạn này khi chấm điểm ấy thì nó sẽ hiện ra cái gọi là những câu nào chúng ta chưa chọn câu trả lời thì nó sẽ có cái chữ đó là chưa chọn câu trả lời ví dụ câu 50 của mình này thì mình đã gọi là mình đã chọn rồi nhưng mà mình chọn sai mình chọn phương án a thì nó sẽ có dấu x mình chọn phương án đúng là phương án b thì nó sẽ dấu tích ở đây đồng thời nhé cái thời gian các bạn thấy là nó đã dừng lại này đấy chúng ta sẽ hiện lên những cái đống này những câu nào mà nó không có những cái gọi là script ấy tức là cái khi các bạn nghe đấy nó làm gì thấy những cái này đâu thì mình đã hiện lên rồi thì đây chính là cái phần bài đọc bài nghe của chúng ta đây chính là phần bài nghe của chúng ta thì cái câu trả lời đúng được bao nhiêu nó sẽ hiện ở đây đúng 1 trên 50 tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm bài đọc thì ở đây thì mình dùng Isaac rồi thì các bạn sẽ cảm giác là chúng ta không phải reload lại trang đâu đấy chúng ta sẽ làm bài đọc chúng ta sẽ làm bài đọc luôn bài test reading này cao đào nó bắt đầu đếm ngược rồi này ở đây thì bài reading thì các bạn để ý thấy là đây thì giống hệ tôi Chúng ta sẽ chia theo từng bác Đấy, bác 6 thì sẽ có phải có paragraph như thế này Chúng ta sẽ phải chọn, đấy Thì ngày xưa mình làm cái con này Thế nên là những cái con này thì mình làm fanen ấy Thì mình chỉnh lại cái này khá, gọi là trông khá chỉ là dễ nhìn Thì con này thì mình phải làm theo team Chứ một mình mình làm thì nó khá là dài Bởi vì mình là sinh viên mà, mình đâu có nhiều thời gian đâu Thì mình làm theo team, thì cái phần quản lý bài, bài thi thật đây này Là mình làm, thì các bạn thấy là cái phần này ấy thì nó khá là dễ nhìn cũng như là nó giống thật hơn đấy mình đã chọn thử đây này thì uh, mình làm những cái này không mình không có đi đâu mình bắt chước theo Mr. Hoa thì nó thi như thế nào thì các bạn sẽ thấy là uh, giống hệt như vậy thôi thì người ta làm một website mà thì ở đây ví dụ mình chấm điểm chẳng hạn nhé thì nó tương tự như cái kia thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có cái câu tích cho các bạn này câu nào trả lời đúng này thì nó tích đây đúng đấy đấy mình kéo lên trên cùng nhé mình đã đúng 3 trên 50 câu này đấy tích và sai chưa chọn câu trả lời tích chưa chọn câu trả lời thì à, khi mình nhấn nút nộp bài ấy thì nó sẽ lưu kết quả này vào db cho chúng ta đã hoàn thành bài test mình nhấn ok một phát này các bạn thấy là tổng số câu đúng này 4 trên 100 này số câu sai này đấy làm bài tập khác này hoặc là bài tập từ vựng bài tập ngữ pháp này ví dụ mình vào quay lại bài tập từ vựng chẳng hạn thì nó sẽ có những cái bài tập từ vựng này thì ở trên này chủ yếu chính năng của chúng ta là sẽ có năm tính năng này thi thử từ vựng ngữ pháp bài đọc bài nghe thì đây chính là cái web toeic của chúng ta thì à, bài toeic ích của chúng ta như thế nào thì nó như vậy. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt thành công cũng như là demo cho các bạn biết là cái website này nó như thế nào. Thì có bất kỳ bác thắc mắc gì cũng như cần support thì các bạn có thể là inbox qua Facebook cho mình hoặc là các bạn có thể là nếu mà bạn nào chưa biết ấy thì các bạn đây, trên channel của mình này thì mình mỗi một video ấy thì mình đều có ghi thông tin liên hệ của mình. Thì các bạn có thể xem bên dưới của mình các bạn có thể là trực tiếp qua Facebook hoặc các bạn comment trực tiếp dưới email thì video của này của mình đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích đừng quên like share cũng như bình luận bên dưới video nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo